Chiều nay đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh. Đoàn công tác đã tập trung làm rõ tình hình kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020 đến hành 2025 đến nay và công tác bảo đảm an ninh trật tự, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng công an nhân dân trên địa bàn. đại tướng tô lâm ghi nhận và biểu dương tỉnh bắc ninh đã đoàn kết nỗ lực vượt khó đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực bộ trưởng đề nghị tỉnh bắc ninh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất tận dụng tối đa lợi thế vị trí địa chính trị chiến lược để tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự đồng chí lưu ý phải giữ vững thế chủ động không để bị động bất ngờ bảo đảm an toàn bình yên cho nhân dân chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm từ xa và từ cơ sở, đồng thời phải xây dựng từ làng thôn khu phố không có tội phạm, xã phường là pháo đài phòng chống tội phạm, nâng cao công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tiếp tục xây dựng tỉnh an toàn giao thông, hiệu quả, thực chất và nếu làm tốt có thể nhân rộng mô hình. Bộ trưởng cũng dành thời gian trao đổi về những kiến nghị đề xuất của tỉnh liên quan đến dự án xây dựng sân bay trực thăng trung đoàn không quân công an nhân dân tại huyện Gia Bình công tác quản lý người nước ngoài, triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông trên tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 18, tăng thêm cán bộ lãnh đạo chỉ huy cho công an tỉnh. Sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, trưởng Ban tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi đã đồng chủ trì buổi tọa đàm giao lưu văn hóa học thuật với chủ đề trí thức văn nghệ sĩ, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. hai bên đã đi sâu trao đổi chia sẻ quan điểm học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong các lĩnh vực kinh tế chính trị xã hội văn học nghệ thuật trưởng ban tuyên truyền trung mương đảng cộng sản trung quốc lý thư lỗi đánh giá cao những thành quả nghiên cứu của các chuyên gia học giả và nhân sĩ việt nam trên các lĩnh vực đóng góp tích cực cho việc phát triển quan hệ hữu nghị việt nam trung quốc các cơ quan liên quan của phía trung quốc sẵn sàng tăng cường hơn nữa giao lưu với phía việt nam về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa bày tỏ tin tưởng rằng hợp tác giữa hai đảng hai nước trong các lĩnh vực văn hóa học thuật sẽ tăng thêm hiểu biết tin cậy lẫn nhau thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước góp phần xây dựng cộng đồng quốc tế dựa trên sự hiểu biết tôn trọng và hợp tác chặt chẽ hôm nay báo nhân dân và tập đoàn dầu khí việt nam đã tổ chức lễ trao tặng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết quà tết và quỹ khuyến học cho hộ nghèo và gia đình chính sách tại xã thượng lâm huyện lâm bình và xã trân sơn huyện yên sơn tỉnh tuyên quang tham dự buổi lễ có đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, báo nhân dân luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ đồng hành cùng các chương trình chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc, công nhân lao động. Trong thời gian tới, báo nhân dân sẽ tiếp tục kêu gọi sự quan tâm của nhiều nhà tài trợ hơn nữa, cùng chung tay hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Tuyên Quang nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung. Sáng cùng ngày, Báo Nhân dân và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 10 hộ gia đình tại xã Thượng Lâm với tổng số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng. 50 xuất quà, mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Báo Nhân dân, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng các đơn vị tài trợ công trình thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời tại huyện Yên Sơn, ủng hộ 50 triệu đồng cho quỹ khuyến học và tặng 50 xuất quà cho các hộ gia đình chính sách. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của nhà sáng lập kiêm chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới Klaus Schwab, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Rumani Ion Marocen Cholacu, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thường niên lần thứ 54 của diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, thăm chính thức Hungary và Rumani từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 1 năm 2024. chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, còn tình trạng né tránh công việc, không dám làm, làm sợ sai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, Thường trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã chỉ rõ điều này tại giao ban với các ban cán sự đảng ở Trung ương về tình hình kết quả công tác 6 tháng cuối năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2024 diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho rằng đây là hội nghị tiếp nối thành công của hội nghị giao ban lần thứ nhất được tổ chức tháng 7 năm 2023. Nhiều ý kiến kiến nghị của Ban Cán sự Đảng đã được các cơ quan chức năng tham mưu giải quyết. Trong 6 tháng cuối năm 2023, các ban cán sự Đảng ở Trung ương đã tích cực chủ động sáng tạo bám sát nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tập trung lãnh đạo chỉ đạo ở cơ quan đơn vị, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đồng thời tích cực chủ động chuẩn bị các đề án, báo cáo được phân công trong chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chất lượng nội dung của các đề án báo cáo cơ bản đáp ứng yêu cầu, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện kịp thời đúng đắn của ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tuy nhiên theo đồng chí Trương Thị Mai, bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế tồn tại, nổi lên là công tác quán triệt, triển khai cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có lúc có nơi chưa hiệu quả, thiết thực, xây dựng thể chế văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu trên một số lĩnh vực, kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc, thu ngân sách nhà nước bị ảnh hưởng, hoạt động của thị trường tài chính tiền tệ, thị trường bất động sản chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp Xuất nhập khẩu còn khó khăn, còn tình trạng thiếu thuốc trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện công lập, tinh thần trách nhiệm của một số bộ phận cán bộ công chức chưa cao, còn tình trạng né tránh công việc, không dám làm, làm sợ sai, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa một số cơ quan, một số cán bộ lãnh đạo quản lý vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chỉ rõ nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 rất nặng nề, thường trực ban bí thư yêu cầu các ban cán sự đảng cần tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị chủ động chuẩn bị các đề án báo cáo được phân công bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện nghiêm chế độ báo cáo bộ chính trị ban bí thư